Chào các bạn, ở bài trước thì mình đã giới thiệu các bạn một cấu trúc của một file HTML như nào, đúng không? Cấu trúc một file HTML như nào, thì trong bài này mình sẽ giải thích các bạn là cái HTML attributes là cái gì. Yeah. Thì đây mình viết editor tab này. Đấy, ra ngay cấu trúc file. Yeah. Lùi vào dòng này. Cái này có thể lùi vào trông nó đẹp. Yeah. Không lùi vào cũng được. Nhưng mà từ body trở đi là phải lùi vào. Yeah. Đấy. Thì ở đây như các bạn đã biết là gì, đây là cái thẻ mở, đây thẻ đóng đúng không, rồi đây là cái element con bên trong thằng này, thấy chưa, tại vì nó nằm giữa thẻ mở và thẻ đóng như bài trước mình nói rồi. Thế bây giờ các bạn nhìn vào cái thẻ meta ở bài trước mình nói, thấy chưa, đây là tự đóng này đúng không, nó gọi là gì, self closing tag. Đấy. Thì cái tại sao lại có cái thằng nằm ở giữa, nằm ở bên trong cái thẻ này, sao nó lại có cái thằng charset bằng cái này, thì đây nó gọi là cái gì, thì đây nó gọi là một cái attribute, thấy chưa, của thằng meta, cái attribute của thằng meta tag, meta element, thấy chưa. Rồi mình lấy một cái ví dụ khác là mình định nghĩa một cái đường link này, thấy chưa, mình bảo đây là một đường link dùng thẻ a ấn tab cái này, đấy nó ra luôn cái gì, một cái attribute gọi là href hay là ref, đọc cái gì đấy kiểu thế, href được, tùy mọi người đọc. Đây mình cho đường link đến gì, google.com đi. Đấy. Sau đây mình ghi google đây. Thì cái nội dung bên trong này nó chính là cái tiêu đề đường link, và cái đường link thực sự thì nó nằm ở đây. Thôi mình chạy thử này. Đấy, mình ấn vào đây thì nó sẽ nhảy lên trang google.com. Được chưa? Để mình quay lại. Rồi. Thì A đại diện cho một đường link, được chưa? Và cái đường link thì nó được nằm ở trong một cái attribute của cái thẻ A, gọi là href, ref, giờ href được. Thì một cái attribute nó được tạo thành, thứ nhất, trước tiên là đây, các bạn đọc trên trang web mình dịch luôn cho các bạn này. Thì tất cả các thẻ, tất cả các cái HTML element, được chưa? Thì đều có thể có các cái attribute một hoặc nhiều. Attribute thì cho cung cấp thêm, cho biết thêm cái thông tin gọi là gì, cái thông tin cung cấp những thông tin thêm, thông tin ngoài lề của một cái element, yeah, thông tin thêm. Rồi tiếp theo thì nó được đặt ở cái thẻ mở thôi, the opening tag hay gọi là start tag thì, yeah, start tag, end tag được, các bạn gọi thường thì nó gọi là opening tag và closing tag. Và các cái attribute này thì nó thường đi theo cái dạng cặp name và value như này, name bằng mở ngoặc gì kép, mở ngoặc kép rồi value của nó rồi đóng ngoặc kép. Thì ở đây các bạn có thể gọi là đây là gì, href là cái name, attribute name, mình viết đây nhá, thì cái này là gì, attribute name là href này. Còn đây value là gì, http con. Thì các bạn bảo là cái element A này, cái element A này có một cái attribute tên của nó là href và cái value của nó là google.com này, ok chưa. Còn cái content, cái nội dung đấy, content của nó là gì, là google. Rồi thì một cái thẻ, một cái element nó có thể có một hoặc nhiều, được chưa, attribute. Ví dụ trong trường này mình dùng một, nó có một cái attribute nữa là target, mình chuyển vào ngạch dưới blank, thì có nghĩa là mình bảo cái thằng này khi mà click vào thì mở ra một tab khác. Đấy, chứ không phải mở ra cái tab trong cái tab đấy. Đấy, mở ra một cửa sổ khác, được chưa. Đây là cái tác dụng của thằng target này. Thì mình muốn biết được một cái element nó có những cái attribute nào có thể thì các bạn phải đọc, được chưa? Chẳng không cách nào khác là đọc ở trong này. Làm nhiều thì sẽ nhớ, không phải là học một lần là nhớ luôn. Trước mình cũng hay phải tra cứu, học dùng cái nào tra cứu đấy, rồi làm nhiều thành quen, thuộc hết, bây giờ thuộc hết rồi, nhớ. Thì cái name value này các bạn nếu mà học JavaScript rồi thì sẽ hình dung liên quan, nó giống giống cái kiểu object đúng không, như này.
Rồi kiểu key và value, giả sử mình định nghĩa cái thằng A này dưới dạng một cái object thì nó sẽ có cái key, nó có một vài thuộc tính, nó cũng giống như property ở trong JavaScript thôi. Thì mình có thể là gì? Mô tả cái thằng này bằng JavaScript object cũng được. Dạng như này đúng không? Xong rồi gì? Target là gì? Blank. Xong rồi sao? Content là gì? Google. Yeah. Ngoài ra mình có thể cho luôn nó là kiểu là gì? Thể A. Yeah. Hoặc là tag name là A cũng được. Thì tùy mọi người. Yeah. Đấy. Thì đây là mình mô tả một cái thực ra cái này mình nói cho vui thôi chứ cũng chả có ý nghĩa gì đây cả. Nhưng mà đây là mình đang hình dung liên hệ giữa cái thằng HTML và cái thằng object trong JavaScript. Thì nếu mà các bạn mô tả một cái HTML element dưới dạng một object thì nó sẽ kiểu kiểu như này, được chưa? Còn nếu mà các bạn mô tả thằng body này thì có thể như này, nó cũng có thể là một cái object. Ví dụ như là tag name là gì? Body. Hay gì nữa? Children đấy, được chưa? Tại vì thằng này có thể một hoặc có nhiều thẻ, ví dụ là có thẻ P nữa đây. Được chưa? Đây là paragraph chẳng hạn. Đấy. Thì các bạn có thể mình xóa đoạn này đi nhá. Các bạn có thể hình dung là gì? Thằng body này nó có hai con. Con thì bao giờ nó phải là một cái array đúng không? Đấy, mình đang nhắc lại JavaScript cho các bạn này. Thì trong này các bạn có thể copy nguyên cái thẻ A này vào. Là gì? Mình copy nguyên cái nội dung này vào nhá. Yeah. Đấy. Xong rồi dễ nhìn này. Thấy chưa? Đây là thẻ A đúng không? Sau đấy thì gì? Mình có một thằng nữa, thẻ P. Tag name là P. Sau đấy là content là gì? A paragraph. Được chưa? Thì khi nào học đến cái phần gọi là HTML DOM thì mình sẽ giải thích kỹ hơn mấy phần này. Nhưng mà các bạn có thể hiểu là gì? Một cái văn bản HTML này nó có thể mô tả, được mô tả bằng JavaScript được. Nó sẽ kiểu kiểu như này thôi chứ không phải 100% là như thế. Mình chỉ lấy ví dụ thế thôi. Thì các bạn có thể là áp dụng những cái bạn đã học rồi vào cái phần mình đang học bây giờ, HTML. Yeah. Thật ra HTML và JavaScript nó có cái mối quan hệ của nó. Rồi mình đến phần đấy mình sẽ dạy. Yeah. Thì đã lại kiểu như thế. Rồi, thì hôm nay mình dạy các bạn về attribute. Rồi các bạn học từng cái tag một, nó sẽ có các cái attribute mà các bạn hay dùng với cả các cái tag đấy. Yeah. Rồi, chào các bạn.